Các bác nghe vẫn nghe rõ đúng không ạ? Alo 1 1 2 5 6 tiếng không bị yếu bác nhá, và chứng tỏ rằng là với một con mic. Chào bác, chào mừng các bác và anh em đang quay trở lại với kênh YouTube bên em. Sáng sớm ra thì cho một bạn nhân viên mới, bạn ấy kiểm tra cái mic thì chẳng may bạn ấy làm gãy luôn cái dầu anten của bác ạ. Đây là dòng Su X30 và tháng này thì trừ tiền em nhá. Thế nên là thôi, tiện đây thì em cũng đăng lên cho anh em xem là anh em nào vào vớt vát được tí đồng nào thì hay đồng đấy cho em hay không. Thì cái dòng Mix Xuôi 30 này thì bên em vẫn đang bán giá tri ân cho anh em là 1.900.000 đấy. Đấy, nhưng mà thôi, hàng thì cũng đã lỡ rồi, để cho em ấy làm gãy một cái anten dâu như này rồi thì em để cho anh em khách hàng với mức giá là 1.450.000. Xem anh em nào ưng thì chơi thì về nhấc em nó về cho em nhá. Hàng thì còn nguyên đai nguyên kiện, vẫn còn hộp đầy đủ quá nha. Vẫn còn là nguyên hộp xịn này các bạn này. Đấy, em cũng vừa em kiểm tra lại một lần nữa. Bây giờ thì cũng thử xem là nó còn hoạt động bình thường hay không thì em cũng đăng lên cho anh em để mức giá tri ân thôi, 1.450.000. Còn Su X30 đây, mặt sau em quay luôn một cái phần lỗ nhỏ nhỏ này. Cái phần này thì nó bị gãy, không biết là bạn ấy làm kiểu gì mà nó lại gãy được cái dâu này. Và bây giờ chỉ hiện tại thì còn có 3 dâu thôi, thì lắp được 3 dâu thì lát nữa thì em cũng cắm thử luôn xem là với 3 dâu còn lại thì bắt sóng nó còn đủ độ cho bác và anh em chơi phòng hát gia đình hay không. Thì thanh lý lên cho anh em thì cũng phải kiểm tra xem là hàng nó còn ngon nghẻ hay không thì mới thanh lý đúng không ạ. Đấy, cứ thử xem là nếu mà còn ngon nghẻ thì em để giá cho anh em 1.450.000 đồng và cắt lỗ 450.000 đấy cho em nhân viên anh em. Từ sáng tới giờ thì mặt buồn lắm rồi. Su X30 bản chuẩn, 4 hộp sóng và có 2 tụ đấy. Anh em có thể nhận hàng và có thể kiểm tra mở luôn ruột ra xem là kiểm tra còn ngon nghẻ hay không. Nhưng em đảm bảo rằng là hàng mới 100% và vẫn có chế độ bảo hành 12 tháng. Đây là chỉ có một lỗi nhỏ nhỏ duy nhất là bị gãy dâu anten thôi. Bây giờ thì nắp thử ra ngoài kia và kiểm tra xem mà với 3 dâu còn lại bắt sóng xa hay gần với Su X30 nhá. Thế và bây giờ thì em thử luôn bắt sóng của cái tay mic mà vừa đã bị gãy dâu đấy bác nhá. Em thử luôn cái tay mic của bên phần bị gãy dâu này để xem là khi không có dâu, gãy dâu như này thì bắt sóng phòng hát gia đình có ổn định hay không, để em thanh lý cho anh em với mức giá 1.450.000. Đây, em sẽ cầm cái phần tay mic này em đi ra phía ngoài kia. Đấy, để em xem mà bắt sóng xa hay không nhá. 1 1 2 5 6 1 1 2 5 6 1 1 1 1 2 5 6 7 1 1 1 1 2. Alo 1 1. Đấy, anh em thấy tiếng chất lượng thanh nó vẫn khá lét nhá. Em nghĩ là đứng xa trong khoảng cách như thế này thì nếu các bác chơi phòng hát gia đình thì vẫn rất là tuyệt vời rồi. Đấy, mặc dù là gãy dâu nhá, các bác nghe vẫn nghe rõ đúng không ạ? Alo 1 1 2 5 6 tiếng không bị yếu bác nhá, và chứng tỏ rằng là với một con mic gãy dâu thì Su X30 thì bắt sóng rất cực kỳ tốt cho bác nhá. Đấy, và mức giá em để cho anh em là 1.450.000 đồng. Alo 1 1 2 5 6 7 8. Thế là đứng quá xa rồi, trong khoảng 30-40 mét em bắt sóng như này là quá tốt rồi bác nhá. Đấy, và em để giá tri ân thôi cho cái bạn nhân viên mới, bạn nữ buồn từ sáng giờ là 1.450.000 đồng, bắt sóng như này là quá tốt rồi. Cho dù là gãy dâu, em nghĩ là phòng hát gia đình chúng ta chỉ cần sử dụng 2 dâu thôi là cùng, không cần đến phải 4 dâu đâu. Đấy, mát sóng vẫn rất tốt, chất lượng này vẫn rất ổn định các bác nha.